Mày tao già hết xíu quách rồi mày còn kêu tao chơi nhảy dây. Mình chơi thể thao để nâng cao sức khỏe mày không? Đi. Chơi thì chơi, mệt mỏi dễ trời. Ok chơi mày. Ủa đâu trời má chơi đâu má đen ngồi làm gì? Ủa ai nói tao chơi? Tao ra đây tao chống vô mắt khỉ lên tao coi đứa nào đó giật. Chị giờ mày giữ cho con chơi trước đi, chừng nào con chết con giữ cho mày chơi. Giữ thì giữ. Chà cao lắm á nghe. Chưa. Thả đầu thả tay để con nhắm mà ngoại nhảy mà được không? Cao dữ à mày. Em yêu cái đồng xanh bát ngát trong cánh nước nuôi trong da ma. Mày nghĩ đi. Trời ơi cô. Ôi tao vui gần chết. Má ơi má. Mày kêu tao gì? Ê ghê chưa em chịu ghê chưa? Kêu nó làm gì so sánh được với tao? Cái gì? Nó nói gì? Nó giỏi nó làm được không? Chống mắt lên coi mày. Yeah, you better listen. I'm bringing heat. You'll be a fan when I start rapping. Way I'll have your fucking head spinning. I'm known as spit vicious. Release bombs and go tick tick. Boom, you blow me that head missing. I'm a phenomenon. Stacking cheese like it's Parmesan. 8 different flows, call me Octomom. I'm moving fast like the Autobahn, and I'm independent, so I'm not your fucking starving like it's Ramadan. Sick. Chơi mày tao không nói bộ. Chơi thì chơi, chơi là hai bao nhiêu thôi nghe. Quất đó. Tao chơi hết luôn nè mày. Trời ơi, có hoài mà mẹ cũng chơi nữa hả? Ok, chơi khô xác yeah. Ok luôn. Ngày đó sẽ không xa xôi. Chúng ta là người chiến thắng. Đường đến buồn nào hơn đêm nay, buồn nào hơn đêm nay. Diều má này đi thả diều mày. Ta sẽ thử con diều siêu to khổng lồ. Nhớ đem diều siêu bé nhỏ xíu về thôi nha. Biết rồi đi liền. Ủa má, diều đó đâu mà sao thả tới đây đi vô đây làm gì vậy? Mày có diều đó cũng mày đặt khoe. Mày coi nè, coi diều siêu bự của tao bay nè. Buồn nào hơn đêm nay, buồn nào. Trời đất ơi, này thì diều siêu to, siêu bự, siêu khổng lồ. Trời ơi, bay không được thì cũng là siêu giỏm thôi à. Thấy không? Ta mini mà ta bay chân chút trời. Ê, tại sao giờ diều mày bay quá trời cao rồi kìa. Má ơi, gió quá trời kìa má. Gió luôn hả? Tao mới bơi đống đồ mày ra coi coi có rớt bộ nào không, lượm lên lên nha. Không ý con cái gió trời kìa làm gì thả chơi quá ơi. Ai rảnh tay chân mình tự làm đó. Tao còn sống chết chưa nữa đây nè. Trời làm gì không được đẹp. Ha, làm xấu hay không biết làm. Ok mình trồng tan la cùng em hát vang trao được chứ bộ, cũng đẹp chứ mà. Ủa mày làm xong rồi hả? Đẹp vậy ha? Tao cũng xong rồi nè. Trời ơi, tao không chịu đây thả nhiều ghê luôn á. Mày tao ấy không có miếng vui nào luôn á. Ê ý kia tao có gì không? Giờ này má tao gì với bánh không? Ok đi liền mày ơi. Có bánh nhớ đem mang ra nha, bánh của tao hư rồi. Nhớ nha, đi trước nè. Để tao lừa, má tao có trái bánh xịn lắm. Em yêu cái đồng xanh. Xuống đâu nè. Mày thách tao hả? Mày coi nè. Mày đá đi. Mày đá thử cái mày đá vô không? Đi chơi đá banh mà không đủ má mày là chuyện sai luôn nha con. Ok rồi kìa. Chị ông anh mình trồng tan la cùng em hát vang trao. mà cũng không vô được một trái nào đâu. Mẹ ơi, để dừa cho con uống đi. Mẹ có tay có chân không mà mẹ không đi bả? Mẹ biến quá à. Mẹ biến quá à. Mẹ gì mày đặt thành biến. Trời ơi, nói mẹ không biết chặt dừa nữa mẹ đi. 30 tuổi đầu biết chặt dừa. Coi nè, coi cho kỹ nè. Tôi hồi bữa quay clip chú chèm đăng lên TikTok á ba, con được cả 100.000 người thích luôn. Ô ghê vậy. Con biết con giỏi mà biết người nào đó làm được không á nè. Mày lại trong phường má mày quá rồi. Mày đóng con mắt lên coi. Thấy sao? Tuổi tôm. Không làm ăn gì được trơn luôn á ta. Dạ, qua bên Sáu xin cho nó vài cái xả gì mới nó làm đồ ăn cơm đây. Ờ, con biết rồi, biết liền. Má ơi, chó con vậy thì sao đi xin nữa? Trời đất ơi, có mấy cái xả cũng xin không được nữa. Thì con chó bự cho má luôn, được mà à. Tao đi, không có con chó làm đôi tao. Không tin mấy gì đâu con. Trời ơi, thiệt kìa, má coi thử đi. Chó nó chút xíu cũng sợ, nãy chó nó bự lắm, có thiệt. Mày coi tao nè, làm vậy ổn không má? Coi nè mày. Nó thấy vui rồi nó cái bày kìa. Ủa, bà đâu ai? Rồi mày đứng đó cho nó cãi. Hai, coi đó đây. Mẹ mụn gì chán ghê vậy đó. Con đường về. Rồi cái đàn qua nghe tao nhảy là rồi nhảy nhanh đi, nó nhiều quá. Chết từ từ. Trời ơi. Chết. Rất tùng của chị. Chết trời, xin lỗi cái kia. Gì đây? Tới nè không? Ủa? Đâu có gì đâu. Rất là mà. Gia canh cho đàng hoàng nha. Các em nhảy đó nha. Trời ơi. Rớt đi qua cái phụ tùng à. Mà tới đó. Trời ơi, đời này không biết thiệt, học ai trơn, đâu biết gì đâu chị ơi. Em rớt thôi mà. Tới tôi nhảy mà hai người giữ không đàng hoàng đi rồi biết ha. Em rớt phụ tùng thì có gì đây? Trời gì nữa đây? Chị ai đây? Ủa, có ý gì đâu. Trời ơi, chị em nha, có gì đâu. Phải không á? Không, mình có khịa vụ lén đó chị. Quên rồi, em đâu có khịa ai đâu. Trời ơi, thương chị em mình chết luôn vậy. Em thề là không nói chị lén tôi luôn, chưa có ý gì đâu. Thôi đi. Nét thì nét làm dữ vậy. Hết nét cái gì? Trời, tí quay nghĩ đâu mà thiết ghê trời. Chứ mày nghĩ sao kêu tao quay, tao có biết gì đâu mà quay cho đẹp. Không phải tí vậy thì con biết cách đây nè. Má ơi ba, nhậu ba tí trốn đó đi nhậu á má ơi. Nhậu hả? Mày ơi mày chơi vậy là chết tao rồi. Tí với má nhảy mới nhiều ai. Tôi không nói bà là nghĩ giá giấu tiền bà đi mua đồ để đi chân ghét tao. Con hưởng, có bà cùng kia mày. Chết vậy? Ai cảnh cho mày vậy? Tao đi bộ. Đi bộ. Chưa là ông hả? Dạ mày chưa? Không để đứa hy sinh xíu, đừng có biết xịn này được rồi. Ủa con ơi, cho con hỏi hai cái áo bao nhiêu tiền hả con? Hai cái nào con? Hai cái này phải không? Tết trước Tết ơi, cô bán rẻ cho con nghe, con dở giá cho con là cái này bình thường 150 luôn, nhưng mà giờ cô bán con 120 cái. Hai cái cho 250 đi con. Vậy rồi, vậy cô lấy cho con hai cái áo đó nha. Ok baby, cô nói liền. Ủa em, cái áo bao nhiêu cái gì cưng? À, hai cái này phải không chị? Tết trước Tết ơi á, cái này là 150 cái, các bạn bớt cho chị luôn là 120 cái. Bán để xả hàng ăn Tết rồi chị ơi. Trời ơi, tôi đâu 120 cái giữ đi mẹ. Ta bán có 50, 70 kìa. 80 cái đi, chị lấy cho cưng hai cái. Trời ơi, 80 vậy là chết em rồi chị ơi, này dữ lắm, mất chị tới 10.000 cái là 110 cái chị ơi. Hai cái là 220 đó. Trời ơi, luôn có lời chân chị ơi. Giờ 80 được không? 80 thì chị lấy cưng hai cái, không thì thôi chị lấy. Cái giá đó giờ dữ lắm, 110 cái em mất được nữa đâu. Thôi không bán giá đó được, thôi tôi đi mua chỗ khác. Thôi nè lại đây, trời đất ơi, bán lỗ vốn chị luôn nè. Cái đứa nó ăn chị ơi, cái 80 cái hai cái 160 chị. Đó, vậy đó, nhanh lên không? Mệt. Gỗ nè, ủa mà mày lấy gỗ đi đâu vậy? Tao đi xúc tép mày ơi, nước mặn vô kìa, cá tép nổi đầu lên trơn. Con đi nữa, con xúc nữa. Thôi ở nhà thì con đi, ông nội ở nhà thì con đi, mày đi làm không được tích sự gì trơn á. Vậy con ngồi anh bờ. Gì con em không cần vậy sao xúc cá? Đằng kia kìa ông nội con, nước mặn vô kìa, cá cua đồ nhấp. Thì đứng đó đó, mày mà bước xuống là tao chặt liền đôi giò dục ngay liền đó. Trời ơi, xuống phụ mà. Biết à, vậy con quanh kia con này. Mệt. Được gì chưa vậy má ơi? Còn nửa tiếng đồng hồ rồi không có gì cho Quy. Xúc vậy không biết chừng nào mới có ăn hả? Ấy, mày quay lưng lại coi. Hả? Quay lại làm gì? Trời đất ơi má ơi, con ơi mày bình tĩnh coi, mày đứng yên coi. Trời ơi đây mà bình tĩnh nó nghe cái gì? Sao vậy bình tĩnh? Gì vậy?